Xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mứt rau câu ha. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị vài trái chanh dây, một trái thanh long đỏ, 10 gram hoa đậu biếc khô. Các bạn có hoa đậu biếc tươi thì mình sử dụng hoa đậu biếc tươi cũng được ha. 50 gram sữa đặc, nước cốt lá dứa, 2 bịch rau câu giòn. Một bịch rau câu như thế này là 25 gram nha các bạn. Mình sử dụng hiệu này ha. Đây, một bịch này là 25 gram nha các bạn. Mình sử dụng hai gói là tổng cộng là 50 gram ha. Một ký đường. Bởi vì mình làm mứt cho nên mình sẽ cho lượng đường nhiều hơn là mình nấu rau câu bình thường ha các bạn. Các bạn không được giảm lượng đường đi, bởi vì nếu mà ít đường quá thì mứt rau câu của mình không đủ lượng đường để kết tinh ha các bạn. Trước tiên mình sẽ cho hai gói rau câu vào trong cái nồi này ha các bạn. Rồi mình cũng sẽ cho đường vào luôn. Mình trộn đều rau câu và đường lên đã ha. Tiếp theo mình sẽ cho vào 1 lít nước lạnh nha các bạn. Mình làm mứt rau câu cho nên là mình phải nấu đặc một xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm rau câu 30 phút cho rau câu nở hết ha các bạn. Để tạo màu vàng thì mình sẽ sử dụng màu vàng từ quả chanh dây ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt đôi quả chanh dây ra. Mình sử dụng tầm 4 trái chắc là đủ rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lược hột chanh dây qua đây ha. Trái thanh long đỏ này mình sẽ cắt nhỏ ra và mình mang đi ép nước nha các bạn. Nhà các bạn không có máy ép thì mình có thể sử dụng máy xay sinh tố cũng được ha. Mình thấy ép nước thì nó ra được nhiều nước hơn đó các bạn. Và mình không có tốn công phải vắt lại nước ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra. Rồi bây giờ mình bỏ vô máy ép, mình ép ha các bạn. Rồi giờ mình cho phần hoa đậu biếc này vô chén để mình ngâm nước lấy màu nha các bạn. Mình cho nước sôi vô ha. Rồi mình cho vô một xíu nước như vậy thôi nha các bạn. Mình để khoảng 10 phút là được ha. Mình đã lấy màu xong rồi nè các bạn. Mỗi màu là mình sẽ lấy 50ml ha. Sữa đặc này là mình làm màu trắng sữa ha các bạn. Thì đây là tất cả các màu của mình nè các bạn. Trong màu sắc rất là sặc sỡ và đẹp mắt ha các bạn. Và đây là phần rau câu mình đã ngâm được 30 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ mang rau câu đi nấu ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật bếp lên mình nấu ha các bạn.
Sau khi rau câu sôi thì mình để nấu thêm 50 phút cho rau câu của mình chín nha các bạn. Đây, nước rau câu của mình phải sệt như vậy ha. Mình nấu thêm 5 phút thì bây giờ rau câu của mình đã chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ rau câu ha các bạn. Mình sẽ cho màu vàng vào trước ha. Sau đó mình sẽ múc qua chén này khoảng 3 giá ha các bạn, để mình dễ căn nhé. Đây, rồi mình cho vào. Mình trộn liền tay luôn ha. Đây, mình được một màu rồi nè các bạn. Sau khi đổ xong thì mình sẽ để 2 tiếng cho rau câu của mình được đông lại hoàn toàn nha các bạn. Thì rau câu của mình sau khi để được 2 tiếng bây giờ đã đông lại hoàn toàn rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ ra ha. Bây giờ mình sẽ lấy con dao này mình cắt nha các bạn. Mình cắt độ dày khoảng 1 cm ha. Mình cắt những thanh như vậy là vừa rồi nha các bạn. Cắt dài quá thì ăn sẽ dễ bị ngén ha. Mình cắt độ dài như thế này và độ dày như thế này là vừa rồi ha. Dài khoảng 6-7 cm và dày khoảng 1 cm ha các bạn. Đây, các bạn có thể lấy cái thanh mình cắt trước đó rồi mình đo vào cho đều ha. Đây, mình cắt bỏ phần này đi nè. Đây là phần rau câu mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mang nó đi phơi nắng ha. Còn nếu mà nhà các bạn có lò nướng mình cho vô mình sấy cũng được. Mình sấy ở 100 độ trong vòng 7 tiếng ha các bạn. Còn nếu mà mình phơi nắng nhưng mà phải nắng gắt nha các bạn, trong vòng 3 ngày ha. Hoặc nếu mà nhà các bạn có lò sấy thì càng tốt, mình cho vô luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mang ra ngoài và phơi nắng. Đây nè các bạn, mình đặt ra nắng mình phơi như vậy ha. Rồi mình lấy một tấm vải lưới mình che lên nha. Cho không bị rau câu của mình không bị bám bụi nhé. Mình lấy một tấm vải mỏng như vậy thôi ha các bạn. Các bạn lấy vải dày quá thì rau câu của mình không có hứng được nắng ha. Mứt rau câu sau khi mình đã phơi nắng được 3 ngày rồi nè các bạn. Bây giờ rau câu của mình đã giòn ở phía ngoài và dai dai mềm mềm ở phía trong đó các bạn. Đây các bạn nhìn thử nè. Miếng rau câu của mình nó éo một lớp đường trắng như thế này là được rồi ha. Đó, đường nó kết tinh lại như thế này. Và nó éo vào một lớp đường trắng nè. Đó, rau câu của mình ở ngoài bây giờ cầm rất là chắc luôn đó các bạn. Không có phải dẻo dẻo như lúc mình mới phơi nữa ha. Thì như vậy là được rồi ha các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem cái màu trắng. Đó, màu trắng của mình nè. Nó cũng éo vào một lớp đường đó các bạn. Như vậy là đạt rồi ha. Nếu mà ở chỗ các bạn nắng yếu thì mình phơi khoảng 4-5 ngày nha. Mình phơi cho đến khi thấy miếng rau câu éo một lớp đường ở ngoài như thế này là được rồi ha các bạn. Nên mình sẽ bẻ thử cái màu trắng này ra cho các bạn xem nha. Đó. Đây nè các bạn. Giòn ở ngoài và mềm phía trong nè.
Để mình bẻ thử cái màu xanh này cho các bạn thấy rõ ha. Đây nè. Đó. Nó có một lớp đường ở ngoài nè các bạn. Giòn ở phía ngoài nè. Và dẻo ở phía trong ha. Đó. Như thế này là mứt rau câu của mình đã đạt rồi đó các bạn. Cái màu đỏ mình phơi mà không hiểu sao nó bị phai màu đi luôn đó các bạn. Nó ngả qua màu hơi kem kem ha. Nhưng mà rau câu của mình chỉ cần phơi đẹp như vậy là được rồi ha. Chúc các bạn sẽ làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!